Chiều nay, Quốc hội tiến hành công tác nhân sự, bầu Tổng Kiểm toán Nhà nước và phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải bằng hình thức bỏ phiếu kín. Theo kết quả kiểm phiếu, Quốc hội đã bầu ông Ngô Văn Tuấn, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước, phụ trách Kiểm toán Nhà nước, giữ chức Tổng Kiểm toán Nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026. Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm bà Đào Hồng Lan, quyền Bộ trưởng Bộ Y tế, giữ chức Bộ trưởng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2021-2026. Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Thắng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên, giữ chức Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải nhiệm kỳ 2021-2026. Ngay sau đó, Quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết bầu Tổng Kiểm toán Nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026, nghị quyết phê chuẩn bổ nhiệm nhân sự Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải nhiệm kỳ 2021-2026. Trong sáng nay, với đa số đại biểu tán thành, Quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết về việc miễn nhiệm Tổng Kiểm toán Nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trần Sĩ Thanh và biểu quyết thông qua nghị quyết phê chuẩn việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Văn Thể. Sau đây, truyền hình Nhân dân xin gửi đến quý vị khán giả tóm tắt quá trình công tác của tân Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn, tân Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, tân Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng. Ông Ngô Văn Tuấn, sinh năm 1971, dân tộc Kinh, quê quán tỉnh Bắc Ninh, ngày vào Đảng ngày 6 tháng 11 năm 1998, trình độ lý luận chính trị cao cấp, trình độ chuyên môn thạc sĩ kinh tế, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, đại biểu Quốc hội khóa 15. Tóm tắt quá trình công tác. Tháng 1 năm 2017 đến tháng 6 năm 2019, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Ban Kinh tế Trung ương, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương. Tháng 7 năm 2019 đến tháng 10 năm 2020, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình, nhiệm kỳ 2015-2020. Tháng 10 năm 2020 đến tháng 7 năm 2022, Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình, nhiệm kỳ 2020-2025. Tháng 7 năm 2022, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước, phụ trách Kiểm toán Nhà nước. Tại kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15, ông được Quốc hội bầu Tổng Kiểm toán Nhà nước. Bà Đào Hồng Lan, sinh năm 1971, dân tộc Kinh, quê quán tỉnh Hải Dương, ngày vào Đảng ngày 15 tháng 3 năm 2001, trình độ lý luận chính trị cao cấp, trình độ chuyên môn thạc sĩ kinh tế, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, đại biểu Quốc hội khóa 15. Tóm tắt quá trình công tác. Từ tháng 12 năm 2014 đến tháng 2 năm 2018, Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Từ tháng 2 năm 2018 đến tháng 12 năm 2019, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh, nhiệm kỳ 2015-2020. Từ tháng 12 năm 2019 đến tháng 9 năm 2020, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bắc Ninh, nhiệm kỳ 2015-2020. Tháng 9 năm 2020 đến tháng 7 năm 2022, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh, nhiệm kỳ 2020-2025. Ngày 15 tháng 7 năm 2022, quyền Bộ trưởng Bộ Y tế. Tại kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15, bà được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Y tế. Ông Nguyễn Văn Thắng, sinh năm 1973, dân tộc Kinh, quê quán thành phố Hà Nội, ngày vào Đảng ngày 19 tháng 5 năm 2003, trình độ lý luận chính trị cao cấp, trình độ chuyên môn, tiến sĩ tài chính lý thuyết tiền tệ, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, đại biểu Quốc hội khóa 15. Tóm tắt quá trình công tác, từ tháng 1 năm 2016 đến tháng 7 năm 2018, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam. Từ tháng 7 năm 2018 đến tháng 6 năm 2019, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2016-2021. Từ tháng 6 năm 2019 đến tháng 7 năm 2019, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2015-2020. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2016-2021. Từ tháng 7 năm 2019 đến tháng 10 năm 2020, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2015-2020. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2016-2021. Từ tháng 10 năm 2020 đến tháng 10 năm 2022, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên, nhiệm kỳ 2020-2025. Tại kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15, ông được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải. Bên hành lang Quốc hội, các đại biểu Quốc hội kỳ vọng tân Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn, tân Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan,
tân Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng sẽ vượt qua được những thách thức mang đến sự phát triển đổi mới cho các ngành kiểm toán, y tế và giao thông vận tải. Đại biểu cũng băn khoăn, đồng chí Bộ trưởng chưa được đào tạo đúng chuyên ngành. Tuy nhiên với những cái kinh nghiệm và sự tâm huyết và trách nhiệm trước Đảng và nhân dân giao phó, chúng tôi cũng kỳ vọng và mong muốn rằng tân Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Thị Hồng Lan sẽ có nhiều cái cố gắng, nhiều cái cống hiến, nhiều cái đóng góp và nắm bắt kịp thời những cái tâm tư nguyện vọng và cái tình hình xu thế của xã hội, cũng như biết vận dụng sáng tạo, tập hợp quy tụ được cái sức mạnh tổng hợp và tranh thủ được cái sự giúp đỡ của các đồng nghiệp của mình để đóng góp nhiều hơn nữa cho cái sự phát triển về chăm sóc sức khỏe và cái phát triển mạng lưới y tế bền vững, đảm bảo được cái kỳ vọng của nhân dân. Những nhân sự được giới thiệu đều là những người đã kinh qua nhiều cái vị trí, đã hoàn thành rất tốt cái chức trách nhiệm vụ ở các vị trí khác nhau. Và như vậy chúng ta cũng kỳ vọng là khi sang vị trí mới, được cái sự đồng tình ủng hộ của người dân, của cử tri, đặc biệt như là Thủ tướng nói là các cấp ủy đảng, và sự đồng thuận của cái đội ngũ cán bộ công chức, những người lao động ở đó, thì tôi kỳ vọng rằng là các cái tân bộ trưởng cũng sẽ hoàn thành tốt được cái nhiệm vụ đặt ra. Ngành giao thông vận tải cũng còn rất là nhiều các cái công việc bộn bề, đặc biệt là cái việc chúng ta còn rất nhiều các cái dự án giao thông quan trọng, trọng điểm của quốc gia cũng đang thực hiện dở dang, thậm chí có những dự án chậm tiến độ đã lâu, ví dụ như dự án đường Hồ Chí Minh, rồi một loạt các cái dự án đường cao tốc trọng điểm mới được khởi công, rồi các cái dự án sân bay thì cũng vẫn còn đang dở dang. Thế thì chúng tôi cũng hy vọng rằng trong thời gian tới thì tân bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải sẽ có những cái chỉ đạo quyết liệt để chúng ta thúc đẩy nhanh cái việc chúng ta triển khai các cái dự án giao thông trọng điểm.